Như vậy là chúng ta vừa mới tập xong 6 tư thế yoga hỗ trợ cho mắt cũng như cho toàn cơ thể của các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với một số bài tập thể dục cho mắt. Đây là những bài tập tuyển chọn trong một số động tác yoga dành cho khuôn mặt cũng như cho đôi mắt. Đồng thời một số động tác bấm huyệt và massage cổ truyền giúp cho mắt của bạn được khỏe mạnh hơn, lưu thông khí huyết tốt hơn, giảm bớt những nếp nhăn và thâm quầng quanh mắt, cũng như hỗ trợ các bạn cải thiện về thị lực và các tật khúc xạ, cũng như các bạn có thể cảm thấy mắt của mình đỡ mỏi mệt trong một ngày làm việc. Chúng tôi khuyến khích các bạn nên tập các động tác tập thể dục cho mắt này khoảng từ 2 tới 5 lần một ngày. Mỗi lần chỉ mất của các bạn khoảng 5 tới 15 phút, nhưng các bạn hãy cố gắng tập đều đặn, nhất là xen kẽ giữa khoảng 30 phút làm việc hoặc đọc sách hoặc là làm với máy vi tính, thì các bạn hãy dùng những bài tập này để cho mắt bạn được nghỉ ngơi thư giãn. Và điều quan trọng nhất là các bạn hãy tập thể dục đều đặn nhưng không thể thay thế những lời tư vấn hoặc phương pháp điều trị của bác sĩ. Nếu các bạn đang có bệnh về mắt và đang phải dùng thuốc thì các bạn hãy làm theo những lời khuyên của bác sĩ, và những bài tập này vẫn được tập hỗ trợ trong thời gian điều trị, hoặc sau khi điều trị các bạn hãy tập đều đặn và chắc chắn các bạn của đôi mắt của các bạn sẽ càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với các bài tập đầu tiên. Các bạn ngồi thẳng người thoải mái, lưng của các bạn thả thư thái, và các bạn sẽ tập với ánh mắt của mình ngước nhìn lên và nhìn xuống. Mỗi lần ngước lên và xuống khoảng 10 lần. Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn khoảng 5 lần để chúng ta còn tập các bài tập khác. Chúng ta bắt đầu. Hít vào và nhìn lên. Thở ra các bạn nhìn xuống. Hít vào nhìn lên. Thở ra nhìn xuống. Hít vào. Thở ra, hít vào lần cuối nhìn lên, thở ra các bạn nhìn xuống, đưa mắt nhìn về trung tâm, hít vào liếc sang phải, thở ra liếc trái, hít vào phải, thở ra liếc trái, hít vào phải, thở ra liếc trái. Vào phải, thở ra trái. Bây giờ mắt chúng ta nhìn về trung tâm. Chúng ta chuẩn bị vẽ những vòng tròn theo chiều kim đồng hồ khoảng 5 vòng. Sau đấy 5 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Chúng ta bắt đầu. Vẫn ngước nhìn lên trần, đưa mắt sang phải, xuống dưới sàn, sang trái. Lần 2. Lần 3. Lần 4, lần 5, rồi bạn đưa mắt về trung tâm, chuẩn bị đảo ngược chiều kim đồng hồ 5 vòng, mắt ngước nhìn lên, sang trái, xuống dưới, sang phải, tiếp tục như vậy, thêm 4 vòng nữa. Bàn tay. Khi xoa thật ấm nóng, các bạn hãy khuôn bàn tay của mình lại, rồi bạn hãy áp lên mắt, nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi trong khi bàn tay không chạm vào phần mắt. Sau đó bạn buông tay xuống. Tiếp tục, bây giờ bạn sẽ đảo mắt theo chiều hình số 8. Hình dung là số 8 dựng đứng ở phần trên, đưa lên phía trần nhà, phần giữa ở phần trán của bạn thẳng ra, và phần đuôi của số 8 sẽ ở phía dưới sàn. Chúng ta bắt đầu làm khoảng 5 vòng với số 8 dựng đứng. Liếc nhìn lên, chéo sang, nhìn xuống. Trong bài tập này chúng tôi hướng dẫn 5 lần, nhưng mỗi khi các bạn có thời gian, các bạn hãy tập lâu hơn, từ 10 tới 20 lần. Rồi, và đưa mắt của bạn về trung tâm. Chuẩn bị, chúng ta sẽ liếc sang một hình số 8 nằm ngang. Hình dung là mỗi đầu của số 8 sẽ ở hai bức tường ở phía phải trái của các bạn, và phần thắt của số 8 ở giữa, thẳng với mắt các bạn. Bắt đầu liếc sang bên phải, vòng số 8 bên phải, liếc sang trái,
vòng số 8. Như vậy 5 vòng bạn lại đưa mắt bạn về trung tâm. Bây giờ bạn lại xoa nóng đôi bàn tay. Bạn áp lên mắt. Và lần này thì chúng ta sẽ chớp nhẹ nhàng đôi mắt của mình trong lòng bàn tay, để mắt được đón nhận hơi ấm từ bàn tay của bạn. Chúng ta từ từ buông tay xuống, hít vào thật
sâu, thở ra hết. Bây giờ các bạn sẽ nhìn xa và gần. Chúng ta hãy đưa một ngón tay ở phía gần với mũi của mình. Hãy nhìn ra xa, rồi lại về ngón tay. Làm như vậy khoảng 20 lần. Và tốt nhất là bạn tập ở khung cửa sổ nào đó, nhìn ra được vùng xa nhất của thành phố, có thể là hàng trăm hay hàng 500 mét. Thật xa, rồi lại về gần. Khoảng 20 lần như vậy. Xoa thật nóng và lần này sẽ đặt ngang hai bàn tay ở song song với phía mắt của mình để chúng ta dần dần sẽ massage và vuốt các ngón tay từ đầu mắt cho đến đuôi mắt, áp nhẹ lên mắt, nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi. Sau đó bạn vuốt nhẹ từ phần đầu mắt sang tới đuôi mắt, vuốt nhẹ như vậy khoảng 10 lần. Bây giờ bạn sẽ dùng ngón tay áp út, ngón tay đeo nhẫn của bạn sẽ ấn nhẹ nhàng từ phía đầu mắt ở phía dưới, ấn nhẹ kích thích khí huyết lưu thông vào vùng mắt của bạn ra tới tận đuôi mắt. Và khi ra đuôi mắt rồi, dùng thêm cả ngón giữa để ấn vào hai bên thái dương của bạn. Bạn tiếp tục lặp lại như vậy khoảng 10 lần. Sau đó mình sẽ tập với bốn mắt trên. Có thời gian bạn hãy xay và bấm huyệt nhiều lần trong ngày. Tiếp tục bây giờ bạn sẽ dùng hai ngón tay của bàn tay trái đỡ ở phần phía sống mũi của bạn. Sau đó ở bàn tay phải bạn dùng ngón tay giữa để ấn vào phần huyệt ở phía trên của đuôi đầu mắt của bạn một chút. Ấn khoảng 10 lần ngay phía trên của đầu mắt. Cảm nhận có phần hõm ở đó. Sau đó bạn nhẹ nhàng lại chuyển xuống phần huyệt thấp hơn đầu mắt của bạn một chút. Ấn khoảng 10 lần. Sau đó bạn chuyển tay, dùng các ngón của bàn tay phải giữ ở sống mũi. Dùng ngón giữa của bàn tay trái ấn nhẹ nhàng cho phần huyệt phía trên của đầu mắt 10 lần. Sau đó đến phần huyệt ở phía dưới của đầu mắt. Bạn buông tay xuống, bạn xoa thật nóng đôi bàn tay.
Đôi mắt của bạn bây giờ đang được cảm thấy ấm áp hơn và được tiếp thêm sinh khí. Bạn hãy xoa thật nóng đôi bàn tay, sau đó bạn áp lên hai mắt và lần này thì hãy mở to mắt của mình trong lòng bàn tay. Mở thật to, dưới mắt to hơn nữa, to nữa, rồi thả lỏng nhưng mắt vẫn mở. Làm lại như vậy thêm 9 lần nữa. Căng mắt to trong lòng bàn tay ấm áp, rồi lại thả lỏng. Chúng ta buông tay xuống. Như vậy là một số bài tập mắt rất đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể tập được vào buổi sáng sớm, hoặc là trong lúc các bạn làm việc, các bạn thấy mỏi mệt, các bạn hãy tập những động tác đó. Hoặc trước khi đi ngủ, các bạn cũng nên chăm sóc cho đôi mắt của mình như vậy. Tuy nhiên, những bài tập này mới chỉ là những bài tập rất đơn giản mà chúng tôi hướng dẫn để bạn tập thêm ở nhà. Còn nếu những động tác khó hơn, cần sự theo sát của huấn luyện viên, thì các bạn nên đến lớp để được giáo viên quan sát cách bạn tập, hướng dẫn bạn tập cho thật chính xác và hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt nếu bạn muốn giảm độ về cận thị, đoạn thị và viễn thị, thì những bài tập cần phải tinh tế hơn và lại đều đặn hơn nữa. Và quan trọng hơn nữa, đấy chính là những bài tập mà để khẳng định về sức mạnh tiềm thức của bạn, khẳng định về khả năng tự chữa lành của cơ thể, cũng như thuật thôi miên và thiền để giúp cho bạn hiệu quả hơn nữa trong quá trình luyện tập. Chúc các bạn thành công với những bài tập đơn giản này.